Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Cùng một lúc chúng ta đón chào người cuối cùng của đêm diễn ngày hôm nay, đó chính là Phương Nga. Dạ hello mọi người. Mọi người còn ở đây không vậy? Ngủ rồi à? Tại sao mọi người ngủ rồi ta? Mọi người cho em hỏi nha, nãy giờ mọi người có nghe cái tiếng nhạc ở ngoài kia không? Yes. Đã, đây là một điều rất đặc biệt. Tuần trước tụi em diễn ở đây cũng có cái tiếng nhạc đó, nhưng mà nó hay lắm. Tuần trước lúc mà em đang đứng ở trong đó, em đang kiểu trời ơi, bây giờ làm sao để mà mình up cái tinh thần mình lên, mình up mood lên để mình ra mình diễn cho nó hay ra. Ở ngoài tiếng nhạc You gonna hear me roar. Ok, hợp lý ha. Cái đang rửa mặt, đang đứng chỉnh tá tóc, cái kiểu You don't know you beautiful. Cái lúc này thấy hơi phiền à. Có ai ra cản cái tiếng này lại không? Ai ra nói mọi người dừng lại không? Ở ngoài đó đó. I'm unstoppable. Khổ lắm mọi người. Diễn hài độc thoại không giống như ca sĩ, nhưng mà không có nhạc được. Mọi người biết không, cái hài độc thoại nó không thể ngầu như ca sĩ được. Mọi người biết ca sĩ á, em rất là thích, tức là giống như anh Huy Lê nói đó, tức là mình lên mình hát ở dưới người ta quơ cái tay vậy nè. Trời nó cảnh tượng thơ mộng đẹp lắm. Em diễn người ta vỗ vô đùi. Nhìn nó thô lắm đó. Nó kỳ lắm. Mà cái em tức nhất em không làm được đó là ngày xưa lúc mà em còn nhỏ em rất thích làm ca sĩ. Em thích cái cảnh mà mình lên mình hát lại cái bài cũ của mình đó, xong rồi mình hát tới cái khúc mà điệp khúc á, cái mình đang hát cái mình đưa giả hát theo. Trời ơi, ở đây sao làm được? Thử không, mọi người muốn nghe không? Ở không mọi người, hôm bữa em đang cái em đi tới cái chỗ nội mày, tao tới tao trả tiền cho mày, tao diễn cho mày coi hả? Em rất là thích đi coi phim, và vừa rồi em mới được coi một bộ phim là Nhà Bà Nữ. Ok, mình bỏ qua cái tính đúng sai của nó. Em chỉ thấy đây là một bộ phim có một cái tình tiết vô cùng bất hợp lý. Và nó không hề thực tế, nó không hề đời. Cái đoạn cuối, cái lúc mà người mẹ ngồi với làm tóc với người con gái, xong người mẹ mới quay qua hỏi con gái là ê, nếu mà ngày xưa mẹ không cấm cản con, thì con có bầu với thằng John không? John là một nhân vật do anh Song Luân thủ vai. Người con gái lắc đầu. Em thấy đây nó cực kỳ không hợp lý luôn. Em nhìn Song Luân em còn muốn có bầu. Quá xạo, đúng rồi, đúng không? Đúng không? Quá thực tế, là quá không thực tế. Xạo. Nói thôi chứ em sợ lắm, em sợ có bầu. Làm sao em có... Không, em sợ có con. Em sợ có con là bởi vì sao? Mọi người biết cái điều đối với cá nhân em nha, cái điều sợ nhất của việc mình có một đứa con là gì biết không? Là mình không được lựa chọn số lượng. Mọi người tưởng tượng đi, mình lên kế hoạch, mình chuẩn bị hết tinh thần, mình học rất nhiều kiến thức, mình lập một cái quỹ riêng, mình tính toán hết kế hoạch từ lúc nó sinh ra cho đến lúc nó học đại học vô trường gì cho một đứa con, đúng mình sinh ba. Tưởng tượng được không? Nó giống như là mời một cô gái đi ăn xong nó dẫn bạn bè nó tới. Xong nó xin 200 đi ráp về đó. Ừ. Ở đây có anh chị nào đã kết hôn rồi cho xin một cánh tay. Thôi cho xin hai cánh đi. Giờ một tay có người về bị chửi đó. Ừ. Dạ. À, dạ. À, mình lấy nhau bao lâu rồi? À khoan, bây giờ em đếm 1, 2, 3 mình cùng nói số 5 nha. Nói sai là chết đó. Nó giỡn rồi, mình đã có cháu nào chưa? À, mình có thích con nít không? À, em thì không. maybe em thích con nít nha, nhưng mà chỉ khi mà nó chưa biết nói thôi. Em thà em nghe tụi nó oe 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 cả ngày luôn, em rất vui về điều đó. Còn hơn nó qua nhà em hỏi, wifi là cái gì vậy? Cho mượn cái smartphone chơi coi. Nó nói chuyện cái kiểu mà hai cái môi không chạm nhau á. Bái thai là gì? Em cũng từng là con nít. Và em không thích cái việc bị đổ thừa mọi thứ lên. Ngày xưa mẹ em á, mẹ em nói em là mày nói nhiều, nói ngọng, mà nói nhiều. Ngày xưa em bị ngọng, con nít đứa nào chả bị ngọng đúng không mọi người? Nhưng mà cái chuyện ngọng đó có phải là lỗi của tụi nó không? Không.
Nó ngọng là bởi vì vòm họng nó, lưỡi nó không phát triển được hết. Nó chưa phát triển hết, nó phát âm chưa chuẩn. Thứ hai là người lớn chúng ta có nói chuyện với con nít một cách bình thường lắm. Có bao giờ mọi người ra chào con, chú là Nam rất vui được gặp con? Không. Chúng ta sẽ nói chuyện với con nít bằng cái giọng mà mình nói chuyện với chó đó. Ơ tụt chân hả? Ơ tụt hả? Ơ tụt chân. Thì hỏi làm sao mà nó không nghe và nó không nói ngọng. Mẹ em á, chửi em vậy, chửi em nói ngọng xong mẹ em nói chuyện với em đi chang. Ơ chân của mẹ, tụt chân của mẹ, con ăn kinh luôn. Mẹ lấy kinh luôn ăn. Sau này em học tiếng Anh bành nào em cũng dám ăn cơm. Em thấy có nhiều người nói là dạy con nít là phải đánh nó, dạy nít là phải bùm bùm. Em không ủng hộ việc bạo lực với con nít. Nhưng vừa rồi em coi một cái clip ở trên TikTok, cái clip đó chỉ có 30 giây thôi. Nó có cái clip đó đơn giản lắm. Nó có một đứa con nít trội nhìn rất là cưng, kiểu khoảng chưa tới 1 tuổi, nhìn má nó phính, mắt nó tròn xoe, nó đúng cưng luôn, nhìn mà muốn bấu nó. Cái clip đó là hoàn toàn làm em dễ chịu, không có vấn đề gì hết. Cho đến khi ở dưới có dòng chữ test nhân cách, tát đứa bé này và lấy 2.000 tỷ đô, bạn có làm không? Hai ngàn tỷ đô. Đây không phải là test nhân cách, đây là test nghèo. Nghèo. Em thì mọi người chứ 2.000 tỷ đô là mọi người mua được cả cái đất nước đó mọi người biết không? Mua được cả một cái quốc gia. Mình đao giá xuống nha, 2 tỷ đô. Này mọi người nói nha. Bởi vì chúng ta sẽ mua được cả một cái công ty, một cái tập đoàn. Mình đao giá xuống đi. Mình đao giá xuống 2 triệu đi mọi người ta. Này mọi người nói nha. Và sẽ có nhiều người nói với em là thì mình tắt hờ thôi, mình tắt cái bụng cái gì thôi, mình lấy 2 tiếng đâu. Không, cái đó nó quá thiếu chuyên nghiệp. Ở đây nếu những người đi làm mọi người có một cái tính professional, một cái tính chuyên nghiệp á, thì nếu mọi người thù lao của mọi người là 2.000 tỷ đô, mọi người sẽ tát giống như mấy cuộc thi tát ở trên mạng. Ok rồi, sẽ có những người nói em thằng này ác quá. Em kêu nè, thử nghĩ mà xem, nếu em nói với ba mẹ đứa nhỏ tao không tát con mày được 2.000 tỷ đô, tao chia mày một nửa. Ba má nó bế nó lên như vua sư tử vậy. Bài học ở đây là gì? Bài học ở đây là chỉ với một cái clip TikTok 30 giây, em đang nghĩ về chuyện tát đứa con nít 27 lần. Mà em biết chắc chắn là không có số tiền nào ở đây cả. Và mọi người cũng vừa mới thầm vơm với em, mọi người muốn tát nó 3 lần. Cho dù số tiền càng ngày càng giảm. Và thậm chí khi mà em tắt cái clip đó đi rồi, em đi ra ngoài đường em thấy đứa con nít nào em cũng nghĩ tới chuyện tát nó hết. Nói vậy thôi, chứ thật ra đôi khi em nghĩ là cái chuyện đánh con nít nó không dạy cho đứa nít được. Mình nên đánh người lớn. Mọi người biết có những cái vụ mà con nít nó làm gì đó, con mèo, mọi người biết rồi đúng không? Nó tràn lan trên mạng. Nhưng khi mà em đọc rất tất cả những cái tin về con nít với mèo đó, em thắc mắc là tại sao không có con chó? Tại sao không có một đứa nít nào làm gì con chó hết? Và em mới phát hiện ra là con chó nó có một cái khả năng là cho đứa nít biết là đừng có đụng tới tao không? Mọi người hiểu ý em không? Con mèo nó cũng phát ra cái tín hiệu đó, như phát kiểu đừng có đụng tới tao. Mọi người hiểu ý em mà đúng không? Chính chúng ta, chính tất cả mọi người có biết một cái, em rất là thích đi cà phê mèo, mọi người biết không? Có một cái quán cà phê mèo, mỗi lần em cảm thấy căng thẳng, em stress, em khó chịu với cuộc đời của em thì em sẽ bước vào quán cà phê đó, mấy quán cà phê có con mèo đó, em bế con mèo đó ra, em vuốt, em làm tùm lum thứ để cho nó khó chịu, nó căng thẳng, nó lên và em cảm thấy tốt hơn về bản thân của mình. Chính chúng ta cũng làm như vậy với mèo. Nhưng mà con chó thì sao? Con chó nó sẽ rất vui với mọi người, nó sẽ rất vui, nhưng mà mọi người thử đụng nó cái đúng không? Và khi nó cắn người, tức là nó lắc
cái đầu nó tao rồi không phát được tao. Không biết nó sợ chó. Chúng ta dạy nó là đừng lại gần chó nó cắn đó, nhưng mà chúng ta nói nó mèo cắn đó. Chúng ta chỉ nói là mèo đòi tâm trí thôi. Nhưng mà vừa rồi nó vui là em ngu tin học vậy thôi, chứ em cũng vừa mới tốt nghiệp tin học cơ bản đó. Đi thi mới đậu đó. Nhưng cái vấn đề là gì biết không? Cái đề nó quá dễ. Ai em nghĩ ai cũng có thể đậu được. Mọi người biết cái đề trắc nghiệm, cái câu mà em thích nhất là câu gì không? Cách để tắt một cái máy tính đúng cách: A, rút cầu giao điện. B, nhấn nút nguồn. C gì đó. Cái đó quá dễ không? Em thích một cái câu khác. Cái câu này là làm sao để xử lý khi phần mềm bị hư. Có một cái câu làm cho em suy nghĩ rất lâu và em muốn dừng ở đó, và em nghĩ là cái câu này phải là cái câu đúng. Đó là cái câu đập vô máy tính. Chết trời, cái câu này mới đúng nè. Tại vì cái đúng không, cái tỷ lệ mà bụp bụp nó hành động rồi, với cái tỷ lệ mình kêu người ta tới, người ta còn cái này không, em thấy là nên bỏ máy tính đi, em thấy này không xài được nữa đâu. Đó nó cao hơn. Okay. Cho nên là em rất vui khi em đậu tin học. Quay lại, đôi khi chúng ta em sẽ không cản nếu mà mình phải đúng hư. Rồi một ví dụ nha, có một lần em đi ngoài đường và em thấy một cái ông kia, ông tát một cái đứa nhỏ khoảng 8-9 tuổi, ông tát búp, nó khóc ré lên giữa đường. Mọi người tức không? Em rất tức, em muốn lại em quýnh ông luôn, nhưng mà ông quá bự. Nhưng khi mà em biết được câu chuyện đằng sau là nó bóp vợ ổng. Đánh không? Có bao nhiêu chị ở đây đồng ý cho chồng quất nó? Có bao nhiêu anh ở đây kêu thôi mình đừng quất nó con, em phải nói chuyện với bé nó. Cái này là mình không được dùng giáo dục là gì, mình không được dùng bạo lực là thất bại của ngôn từ. Ví dụ ngôn từ con ơi còn bên còn lại vậy hả, là chúng ta dùng vậy hả? Kể cả khi mà chúng ta nói với nó coi cái này nó rất sai, thì phải mất đến, em nghĩ là cái đứa nhóc nó thông minh nha, là một đứa thông minh nha, thì phải mất đến 3-4 lần bóp nữa nó mới hiểu được vấn đề là không nên làm. Mà hiểu ý không? Nhưng cài lại phần mềm cho nó. Cài vô cái phần mềm đó nào là ngực bằng tát, ngực bằng tát. Lần sau mà nhìn thấy ngực phụ nữ, tát. Và những đứa đó nó lớn lên, nó được giáo dục rất nhanh đúng không? Rất nhanh thôi, búp, không cần nói gì hết. Nó lớn lên nó sẽ không nói câu là tại vì nhỏ nó mặt hở quá. Hoặc nó sẽ không đăng YouTube và nói là tôi sinh ra không để đi làm, bạn cũng thế. Đó, thì bây giờ ví dụ như em là người chồng đó, em cũng sẽ nghĩ tới chuyện đó. Tức là em không, mình đừng có đánh nó mạnh quá, mình đánh nó 2 cái thôi. Bụp bụp, ê, đánh này, quýnh cái bà mày, quýnh cái bà mày. Cài phần mềm đó, bụp bụp. Mọi người thấy cái này nó quen không? Chúng ta sửa những đồ vật hư đó. Mic hư, remote hư, con đít hư. Ngực bằng tát. Và ok, em thật ra em nói vậy thôi chứ em sẽ không nghĩ là em sẽ tát một đứa con nít. Nhưng để ngăn chặn một đứa con nít nó hư với em, đó là em phải là con chó. Mình phải cho nó biết là nó không được đụng vô mình, mọi người hiểu không? Gần đây em có đi một cái đám cưới của bà chị em. Chị em là cô dâu. Thì chị em mới đi qua nhà chồng, thì em đi theo chị qua nhà chồng. Thì chị làm lễ xong hết rồi thì chị thay một cái bộ đồ ở nhà để mình ngồi mình ăn cơm, các thứ này nọ, thì em cũng ngồi ăn cơm. Đang ngồi ăn cơm vậy đó, em kiểu là ok thôi ăn xong đi về, mình đừng nói hết, đem phải ngày của mình. Tự nhiên con đứa nít nó chạy ra trong nhà ra. Tất cả xung quanh toàn là người thân của nó. Nó lựa cái mặt em. Nó chạy lại gần. Cô dâu đâu? Nó lại không nhậm cái miệng nó nè. Cô dâu đâu? Em bình tĩnh nha, em bình tĩnh. Thôi mình thử mình vui vẻ nè. Đó, cái cô đó đó con, cái cô đó là cô dâu đó. Không phải. Cái
cái cô đó đó. Cái cô đó là cô dâu đó. Không giống cô dâu. Tao là cô dâu nè. Tao nè, mà nhìn mặt tao nè, tao là cô dâu nè, thấy không? Tối tao đút lưỡi vậy đó. Tao là cô dâu nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thank you. Cảm ơn mọi người.